Truyền hình Lê Vương Kỳ Sơn và Nguyễn Thế Quân xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị theo dõi nghi thức động thổ xây dựng Đại Hùng Bảo Điện, Chùa Tịnh Độ, tọa lạc tại 205 Touchet Road, Lafayette, Louisiana, diễn ra vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 10, 2023. Phái đoàn Phật tử ở các chùa về tham dự ngày lễ trọng đại này. Buổi lễ đã diễn ra ngoài trời, trong một lều vải rộng lớn. Trước hết là nghi thức cung nghinh chư tôn Đức Tăng Ni quang lâm lễ đài. Kế đến là phần nghi thức khai mạc với chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, quốc kỳ Hoa Kỳ, phút mặc niệm và phút nhập từ bi quán. Sau phần nghi thức, ông Nguyễn Lành, đại diện ban hộ trì Tam Bảo chùa Tịnh Độ, đã nói về những cố gắng vượt mức trong một thời gian lâu dài về công sức, tịnh tài để tậu mãi, khai quang, đổ đất để làm nền cho ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Mà hôm nay đặt viên đá đầu tiên, ông nói có đoạn như sau. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, nhân dân Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước thương nòi, có một nền văn minh lúa nước, lấy hiếu nghĩa đạo đức làm luân lý. Chính vì thế đạo Phật đã cắm sâu vào lòng dân tộc Việt Nam, rồi một ngày kia dù có xa quê hương, đến một nơi đất khách quê người, họ sẽ không bao giờ quên được nơi mà họ đã sinh ra và lớn lên. Kế đến, Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh, viện chủ chùa Việt Nam tại Houston, đã được cung thỉnh về chủ lễ, chứng minh và ban đạo từ trong buổi lễ hôm nay. Bài đạo từ rất sâu sắc, vì thời lượng của bài phóng sự có giới hạn. Chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn như sau. Đây là tịnh độ. Tịnh độ là đấy. Thưa quý vị, chưa chắc. Đó chỉ mới là cái tên gọi. Phải làm thế nào để biến cái tên gọi này trở thành hiện thực? Và chỉ có như thế, ta mới có thể xứng chánh là đang sống ở trên một cái nơi mang tên gọi là tịnh độ. Làm sao để biến cái tên gọi trở thành hiện thực? Pháp sư trong kinh Pháp Hoa từng dạy rằng, ở vào một cái thời mà không có Đức Phật ra đời, ở vào một cái thời nhiễu nhương xáo trộn tranh chấp đủ thứ, ai là người con Phật? Muốn hành trì Pháp Hoa, muốn dạy nói Pháp Hoa, nghĩa là muốn đi trên con đường đưa tới giải thoát giác ngộ. Người đó phải ở trong cái ngôi nhà của Phật, phải mặc là cái chiếc áo của Phật, và hãy ngồi trên cái ghế ngồi của Phật. Ngôi nhà của Phật là gì? Đó là tâm đại từ bi. Trong trái tim đại từ bi ấy không hề có phân chia nhân ngã, địch ta thù bạn. Trong trái tim đại từ bi ấy tất cả đều là cha mẹ, là anh em ruột thịt của ta. Trong trái tim đại từ bi ấy chỉ có một vị duy nhất, đó là vị từ bi, là tình yêu vô lượng đối với tất cả mọi người, mọi loài. Hãy mang trái tim đại từ bi ấy để xây dựng, để làm cho cái mặt đất này trở thành một nơi chủ ta gọi là tịnh độ. À, chào chị ở chùa nào vậy? Chùa Tịnh Độ à? Chị tham gia vào chùa Tịnh Độ bao lâu rồi? Dạ, ở Việt Nam mới qua mấy tháng thôi.
Mười tháng rồi à? Dạ. Cái cảm tưởng như thế nào? Cảm tưởng quan hỷ vui vẻ. Quan hỷ vui vẻ. Vâng. Vâng. Ok, cảm ơn chị nha. Vâng. Chào chị ở đâu? Dạ, ở La Phayette Louisiana ạ. Cũng là chùa Tịnh Độ luôn à? Tịnh Độ ạ. Ok, chị tham gia chùa Tịnh Độ được lâu chưa? Dạ, cũng vài năm nay. Vài năm nay à? Ok, trước cái tham dự chùa nào? Dạ, cũng ở đây. Cũng ở đây luôn. Dạ, tại Việt Nam cũng mới qua. Vâng. Hôm nay chị cảm thấy như thế nào khi mà chùa Tịnh Độ đã đặt viên đá đầu tiên để mà xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện thế chị? Dạ, rất là phấn khởi bởi vì thầy trụ trì ở đây rất là nhiệt tình lo cho các Phật tử, và hôm nay xây dựng được cái ngôi chùa cánh chánh điện mới thì rất là hy vọng rằng là Phật tử đóng góp nhiều công sức cũng như là tài chính để giúp cho chùa được hoạt động khang trang hơn. Vâng, cảm ơn chị nha, chúc chị vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ, xin kính chào thầy. Vâng, cái buổi lễ động thổ để xây ngôi Đại Hùng Bảo Điện của chùa Tịnh Độ đã diễn ra hết sức là long trọng và cảm động hôm nay. Vâng, xin trước hết là xin chúc mừng thầy, và xin thầy vui lòng cho biết là cái ngôi Đại Hùng Bảo Điện đó là diện tích chừng bao nhiêu ạ? Dạ, thưa bác Vương Kỳ Sơn của đài STVN, thì theo dự tính của chùa Tịnh Độ sẽ xây dựng trong khoảng 5.200 square feet hoặc là khoảng 5.400 square feet. Dạ. Dạ, thưa thầy, dự trù kinh phí sẽ lên đến bao nhiêu ạ? Dạ, tại vì địa phương ở đây thì bà con đồng hương Phật tử cũng rất là ít, cho nên cái sự đóng góp cũng rất là hạn chế, cho nên thầy và ban hộ trì Tam Bảo dự tính xây theo từng giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là kêu gọi đủ để đổ cái foundation, cái nền móng, rồi sau đó làm cái sườn, thì cái đó nó khoảng 300.000, thì làm cái bước đầu tiên làm cái đó. Rồi sau đó thì mỗi năm chùa sẽ tổ chức tiệc chay để kêu gọi sự đóng góp của quý đồng hương Phật tử, thì được bao nhiêu thì sẽ tiếp tục. Thì cũng hy vọng là nhờ được tình thương của mọi người để công trình sớm được thành tựu. Thực ra thì trong cái xây dựng chùa thì nó không có một cái con số lượng cơ bản, mà tại mình chỉ nói trên cái cơ bản là xây dựng cái phần cơ bản phần thô, thì nó nếu như 5.000 square feet thì nó rơi vào khoảng 1 triệu. Dạ. Rồi sau đó thì mình trang trí hoặc lại thì nó khác nữa. Vâng, thì vậy thì cho đến nay đó thì có được bất cứ một cái cơ quan chính quyền hay là tôn giáo hay là văn hóa hay từ thiện gì để giúp đỡ không? Dạ, thưa bác, là tại vì bản thân thầy với Phật tử ở đây là phát tâm xây chùa thôi. Hôm nay là mới bắt đầu để công bố với mọi người là mình sẽ xây chùa, cho nên chưa nhận được sự đóng góp nào cả. Nhưng mà bản thân chùa lâu nay thì cũng đã dành dùm được khoảng 150.000 trong nhà băng, cho nên lấy cái số tiền đó với mượn một số Phật tử, họ hứa đồng ý cho mượn khoảng 150.000 nữa, là khoảng được 300.000 là sẽ làm được cái phần thô trước. Nếu như xong bản vẽ thì sang năm sẽ làm phần thô. Vâng, chúng con xin chúc mừng thầy và đạo tràng của chùa Tịnh Độ, và mong rằng cái ngày khánh thành sẽ đến sớm. Vâng, xin cảm ơn và xin kính chào thầy ạ. Anh Di Đà Phật, cảm ơn bác Vương Kỳ Sơn nhiều. Chúc bác và đài được phát triển ngày một lớn mạnh hơn, để mang nhiều cái thông điệp, nhiều cái truyền thông chính thống tốt đẹp đến với mọi người, để giúp mọi người sống lành, sống thiện, biết yêu thương và biết chia sẻ hơn trong cuộc sống này. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn thầy. Kính chào thầy. Dạ. Chào chị. Dạ. Chị có thuộc về chùa Tịnh Độ không? Dạ, mới Việt Nam qua tháng 5 đến giờ. Đi được 4 lần. Mới đi được 4 lần thôi. Dạ. Vậy thì cảm tưởng của chị như thế nào về cái ngày hôm nay, là cái ngày rất là quan trọng của chùa Tịnh Độ, tức là ngày lễ động thổ để xây Đại Hùng Bảo Điện đó chứ gì? Dạ, thì cũng con mới tới, con cũng rất là vinh dự và cũng thấy cũng lo chùa lo rất là chu đáo. Cảm tưởng của các chị như thế nào khi mà tham dự cái ngày lễ động thổ xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện
của chùa Tịnh Độ. Ai nói? Chị nói đi. Hôm nay chúng con là chị em chúng con là Phật tử của chùa Tam Bảo dưới sự trì của thầy Thích Đạo Quảng. Hôm nay con đến có duyên thì chúng con đã đến ngôi chùa Tịnh Độ để làm lễ thành. Xin chào anh, có được gặp anh một đôi lần ở chùa Tịnh Độ, nhưng mà trong cái không khí của ngày hôm nay là cái ngày mà đặt viên đá đầu tiên hay là động thổ để khởi công xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện của chùa Tịnh Độ, thì hôm nay chúng tôi cũng đã chứng kiến cái buổi lễ có thể nói là hết sức là long trọng và trang nghiêm. Vâng, thì thưa anh là xin anh buông lòng cho biết rằng là cái phần đóng góp của đạo tràng ở chùa Tịnh Độ như thế nào để mà có thể khởi công được cái việc xây dựng này thưa anh? Giờ lời đầu tiên xin được cảm ơn anh và cảm ơn đài. Thì thật sự cái thầy Thích Chú Biên, vì chúng tôi trong bản hộ trì Tam Bảo với Phật tử thì cũng là như cái tấm lòng á, trong hết cái khả năng của mình và cũng cầu trên Tam Bảo gia hộ, thì cái việc mà đóng góp của Phật tử đó, tình tài đó để xây dựng cái ngôi Tam Bảo đó, thì cái này cũng tùy cái lòng của Phật tử, tùy cái lòng. Ai có tâm bao nhiêu thì ủng hộ bao nhiêu là tốt, điều rất là hoan hỷ, rất là vui mừng. Có dự trù là trong bao lâu thì có thể sẽ hoàn thành được không thưa anh? Cái này thì nó thật sự là nhắc một lần nữa là thầy trên thầy, rồi trong ban hội đi Tam Bảo về Phật tử thì cũng là giúp hết sức của mình, hết sức là của mình. Nhưng mà cái chuyện thời gian thì mình không có biết được chính xác là thời gian. Nhưng mà theo như cái cảm quan mà cái hiểu của tôi thì hy vọng là trên ngôi Tam Bảo gia hộ, rồi bên cạnh đó là Phật tử họ giúp lòng, vì để có một ngôi bảo điện để được lui tới để tu tập, rồi để cho vấn đề để cho nó tốt, thêm vui bất khổ cuộc đời, thì hy vọng có thể sớm nhất có thể. Chứ còn nói thời gian thì không nói thời gian được. Ngày hôm nay thì quá là thành công, quá là viên mãn, là tại vì khắp nơi các thầy, các cô, sư cô các nơi về, mà Phật tử các nơi cũng về để ủng hộ, thì cái đây là điều rất là vinh hạnh cho người La Phật giáo. Dạ. Các nơi về đó thì có những cái nơi nào chị có thể nhớ được một số những nơi nào không? Trước tiên là em nhớ là có nguyên một đoàn xe ở Hiếu Tân về, xe bus lớn á, dạ. Rồi có ở trên Ba Tông Ru về cũng rất là nhiều. Rồi ở Henderson xuống ở trên Lake Shore rất là nhiều, và ở trên Hammond nữa. Hammond. Dạ, dạ, rất là nhiều. Cảm tưởng của chị như thế nào về cái buổi lễ hôm nay, tức là rất là trời thì rất là đẹp, mà bà con thì người nào cũng vui vẻ hớn hở và lại bận đồ đẹp nữa. Cảm tưởng của em là ngày hôm nay là em rất là vui, phải được gặp hết được rất là nhiều người ở các nơi về, là mình gặp được những cái hay cái đẹp, và mình cái là mình lại thấy được chân tình của tất cả những người ở đây rất là nhiệt tình để mà là để làm được cái ngày lễ ngày hôm nay rất là hoàn tráng. Dạ. Ok, cảm ơn chị rất là nhiều và chúc vui vẻ, và mong là cái ngày khánh thành sớm để được tham dự cái ngày long trọng đó nha. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, em cũng kính chúc cho hai anh, cho đài có lúc nào cũng bận rộn, cũng có rất là nhiều gọi là show để anh, mấy anh đã đi tác nghiệp như vậy. Dạ, chúc sức khỏe các anh rất là nhiều. Dạ. Thank you, chào chị. Dạ. Chào anh ạ. Dạ. Lễ động thổ xây dựng chùa Tịnh Độ đã diễn ra trong ánh dương quang rực rỡ và khí hậu mát mẻ. Phần văn nghệ giúp vui và bữa cơm chay buổi trưa thân mật. Buổi chiều còn có pháp thoại của Thượng tọa Thích Pháp Hòa, lễ quy y do Thượng tọa Thích Pháp Hòa truyền giới. Buổi tối có lễ thắp nến, cúng dường, khánh đản vía Bồ Tát Quan Thế Âm do Thượng tọa Thích Pháp Hòa chứng minh và thuyết pháp, và kết thúc bằng buổi ca nhạc rất vui. Truyền hình Lê Vương Kỳ Sơn và Nguyễn Thích Quân
tường trình từ khuôn viên chùa Tịnh Độ, Lafayette, Louisiana.